Đây là cái quy trình gì không? Mình đang làm cái này đố mọi người mình đang làm cái gì ha? À, chia sẻ với mọi người nha, bên mình nó thì hay kiểu mà làm giống như là gia tiên thì lúc nào cũng sẽ có ly tách nước trà trong nhà cho khách hàng, cho nên là cái kiểu là mình phải có những cái hộp đựng ly. Thì thay vì mình mua những cái hộp giấy này về thì những hộp giấy này nó sẽ rất là dễ hư, với lại nó vệ sinh không kỹ, đi một lần là về nó sẽ không có được còn nữa. Cho nên bên mình lúc nào cũng chế ra những cái thùng như thế này nè. Mọi người biết là gia tiên của nhà mình có những ngày 20-30 tiệc luôn á, cho nên mình có rất là nhiều thùng như thế này. Thì cứ một thùng như thế này sẽ đáp ứng được một cái gia tiên. Thì đây là cái hộp này, giống như kiểu mà mình sẽ bỏ những cái ly này vô nè. Bên mình thì mỗi năm sẽ có một dạng ly tiêu chuẩn, ví dụ năm nay là ly thủy tinh đi ha. Đó, mình sẽ bỏ những cái ly này vô để trong quá trình di chuyển nó không hư, với lại sau khi bây giờ mình đang làm cái bước này là cái bước là cái cao su này cho nó, cái xốp này cho nó để nó giữ cái ly nó không bị bể thôi. Rồi khi nào đi thì mình mới lấy ly rồi ra vệ sinh, rồi nó sẽ có cái quy trình riêng đó. Thì giống như cái khay ly như thế này, các bạn sẽ bỏ vô thì nó sẽ chứa những cái thùng này. Mọi người biết tốn kém lắm nha, bởi vì cho nên đầu tư nó sẽ có những dạng như một với lại dạng bình thường, và dạng hai là dạng chuyên nghiệp. Trang cái ly, cái khi mà đầu tư chuyên nghiệp nó sẽ rất là tốn nhiều cái thứ phí. Ví dụ như bình thường mấy bạn bưng ly bằng những cái thùng nhựa hay gì đó, khi mà nhà bưng ly thì bằng những cái thùng nhựa. Cái gì mũi ha, bằng những cái thùng như thế này. Còn nhà Hiếu làm drama kia, mở lên coi. Cái là mình bỏ cái vô cho cái thùng như thế này, thì một bộ ly như thế này á sẽ được chứa ở những cái thùng như thế này. Không, cái thùng nguyên siêu. Mình sẽ cho cả nhà mình một cái thùng nguyên siêu, nó sẽ bao gồm cái gì ha. Thì nó sẽ có như thế này. Đây, thì cái bộ thùng của nó. Cái bộ thùng nó sẽ như thế này, đúng không? Thì nó sẽ có ly ở dưới và nó sẽ có những cái hộp ly ở trên như thế này. Đó. Một cái thùng này không á nha cả nhà, là bằng ha. Nói chung một cái thùng này đầu tư hết mấy triệu là bằng cái tiền người ta mua những cái bộ ly luôn rồi đó. Đó là những cái hộp như thế này. Và chưa tính là bên trên là sẽ còn có những cái gọi là cái dĩa 3 tầng nữa đó. Thì cứ mỗi lần mà đi gia tiên như thế này, một thùng như thế này là nguyên siêu nguyên đai thế này đi đó. Thì trước khi đi thì các bạn sẽ phải kiểm tra cái bộ nó có đủ đồ hay không. Đó, thì mọi người thấy là đầu tư chuyên nghiệp nó giống vậy. Mình quay lên cho cả nhà mình coi, thì thật ra cũng muốn chia sẻ với những anh em làm nghề, những ai chúng ta có cái nhu cầu thì chúng ta nên đầu tư cái thùng này. Còn nếu mà không có nhu cầu thì nhà Sa Minh Tứ chia sẻ clip hậu trường nghề trang trí cưới là hiểu rồi ha. Đó. Thì đó, mình đóng như thế này đi. Rồi thế là số một tiền là bấm này đi ha. Rất là xịn sò đi từ Bắc cho tới Nam. Đây. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Mình là Sa Minh Tứ ạ.